Chiều ngày 21 tháng 9 năm 2024, trường tổ chức hội nghị cha mẹ học sinh năm học 2024-2025. Dù trời mưa nhưng đông đảo quý phụ huynh đã đến dự. Quý phụ huynh dự họp tại phòng học lớp của con em mình. Năm học 2024-2025, có tất cả 37 lớp. Quý phụ huynh được thầy cô chủ nhiệm thông tin tổng quan về trường và chi tiết sĩ số, tình hình lớp đầu năm học. Ngoài ra, quý phụ huynh được thông tin về các khoản thu năm học, thời gian biểu, thời khóa biểu, và giáo viên cũng tiếp nhận và giải đáp những ý kiến, thắc mắc từ quý phụ huynh. Đội học sinh tình nguyện đã hỗ trợ đón tiếp, sắp xếp xe và hướng dẫn quý phụ huynh đến phòng học, góp hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp.